tí tí xong con gọi. À, ông đang lại lên nhà rồi, chắc là đi tìm em ấy. Chào Nguyễn Đông nhá. Phần đầu tiên. Bài cắt của anh Phương là bài cắt gì anh ạ? Chào ba bạn đang xem nhá. Chào 18 bạn đang xem nhá. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Chào team của Vidan Sassoon nhá. Chào mọi người. Mọi người đã ăn tối rồi ạ? Rao hỏi thăm nhau cái cả nhà ơi. Ăn tối qua xong. Em ơi. Cái gì nhỉ? Em gì ơi? Em cầm hộ anh cái live stream kia cái. Ê ê. Em ơi, cầm hộ anh cái live stream cái. Khoai hả? Dạ. Giúp anh cầm hộ anh cái live stream cái. Chán thật đấy. Xin nhớ nhá. À, không phải thì em sẽ nói cho anh cái này. Alo chị ơi, cho em một cái bánh bao lý học thương nhá. Chào 333 bạn đang xem nhá. Khét đấy. Okay, okay. Chào Nguyễn Nguyệt luôn. Chào bạn Nguyễn Nguyệt nhá. Chào bạn Nguyễn Đông nhá. Rồi. Anh Phương đang cắt mẫu tóc ngắn cho. Tầng 1 là cắt loại bỏ trọng lượng, làm mềm, làm mỏng. Anh làm body đúng không anh? Bác anh mời em vào trong nhé. Thôi gọi là làm sao mà không bị sập là được. Nè, pin yếu rồi đó. Có vào pin không? Vào. Lướt ở trên xuống là nhìn thấy ngay. Nó có vào không? Nhìn thấy. Có vào pin không? Vào, vẫn có sấm sét là được không? Có cái tiếng sét nó nhìn thấy. Để ra xem lại xem nào. Nhưng không có tiếng. Tầng 1 là cắt kỹ thuật si, kỹ thuật cắt giảm trọng lượng. Chị này người nước ngoài anh? Nhìn trông giống Hàn Quốc. À đâu, đeo vòng trầm này không phải người nước ngoài đâu. Người Việt Nam. Chào Duy Khánh nhá. Chị thấy em tinh ý không chị? Chào Tony 4 nhá. Team Vida nhá. Các bạn có cái gì thắc mắc có thể comment lên để Lý Hào Phương giải đáp cho mọi người trong kỹ thuật Vidan không nhỉ? Mọi người cứ có câu trả lời gì hoặc câu hỏi nào cứ thắc mắc thì cứ comment lên đây nhá, anh Phương sẽ giải đáp luôn cho mọi người nhá. Bài buổi tối hôm qua cực kỳ là ứng dụng luôn. Mình rất đẹp. Bạn Duy Khánh em chào anh ạ. Ok.
Chào 337 bạn đang xem nhá. Chào Hội đồng Tóc Việt Nam nhá. Buổi tối này lắm người vào xem lắm vì mọi người đang nghỉ hết rồi. B1801 Vinhome Hàm Nghi chị. Ok, bây giờ là bước kiểm tra. Cắt xong thì cắt dọc kiểm tra ngang. Em chào anh Duy Khánh nhá. Như anh Duy Khánh tối qua cũng vào comment cắt dọc kiểm tra ngang. Khối tròn. Đây các bạn nhìn cái đường line bây giờ nó là đường tròn. Như là cái phần tóc ở sau mang tai. Chào Hùng Ken nhá. Phần tóc ở sau mang tai để sử dụng phương pháp cắt khối vuông để duy trì cái độ dài ở hai cái góc này. Những cái kiểu tóc mà các bạn muốn hai cái góc sau mang tai nó dài hơn. Những cái trên mà các bạn thích nó dài hơn ở cái góc điểm cuối cùng ở sau mang tai thì sử dụng phương pháp cắt khối vuông. Cả nhà comment chào nhau cái nhỉ. Các chủ salon tóc đã nghỉ chưa ạ? Hay vẫn còn đang làm ạ? Nhà mình thì làm xuyên đêm luôn. Làm từ giờ đến sáng luôn. Ok, đó là kỹ thuật xin bây giờ. Nếu phương sức tiền luôn. Kỹ thuật C hay còn gọi là layer, kỹ thuật cắt giảm trọng lượng, có nghĩa là làm cho cái phần vừa cắt xong nó nhẹ, chuyển động. À, có bạn Hùng Ken hỏi đây rồi anh ạ, đang hỏi anh này, đang có câu trả lời cho anh Phương, à, câu hỏi cho anh Phương. Anh Phương ơi, cho em hỏi bên phải thường em hay bị nặng hơn, vì em cắt bên phải úp tay có phải không anh? Úp tay là úp có nghĩa là... có nghĩa là một tay là cầm cái mảng tóc là úp, còn một cái tay kéo là ngửa lên, đúng như thế này không? Đây, cắt úp tay là như thế này có phải không? Đây, đúng không? Và nó hay bị nặng à? Bên phải thường hay bị nặng. Các bạn xem live stream có rõ không ạ? Đúng như vậy không? Bạn Duy Khánh có nghe rõ mình nói không ạ? Rồi, bước tiếp theo là anh Phương sẽ tỉa sử dụng bằng cây kéo tỉa rút, tỉa nhiều ấy, loại bỏ 50%. Vì cái kiểu tóc này mình sẽ loại bỏ nhiều, làm mềm nhiều quá. Đúng bạn, rồi anh ạ. Rồi, có nghĩa là bên phải là bạn cắt úp tay. Trong những cái trường hợp mà đầu búp ngắn, nếu mà bạn mà cắt úp tay thì sẽ hơi khó cắt, cho nên là bạn có thể là cắt ngửa tay. Còn nếu mà đầu búp dài, long búp chẳng hạn, hoặc là búp dài trung bình. Có anh ạ, bạn Duy Khánh comment. Rồi, rồi được rồi, nếu Phương hiểu rồi. Anh Phương hiểu ý của bạn rồi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ giải đáp đây, chuẩn bị giải đáp nhá. Chào Nguyễn Văn Quý nhá. Chờ mình tí là mình sẽ giải đáp. Chào đây. 339 bạn đang xem nhá. Em đã kết bạn theo dõi anh 6-7 năm rồi anh ạ. Ừ, ok. Anh, bạn Duy Khánh ạ. Ok. Đây, đang có đây, và bạn ấy lên luôn. Nếu Phương sẽ vừa tỉa vừa nói để cho nó một công đôi việc luôn nhá mọi người nhá. Vừa tỉa vừa nói, và hiện tại là Liễu Phương đang tỉa rút, tỉa bằng cây kéo tỉa răng thưa. Cây kéo này nó không bị mắc tóc. Bạn theo dõi anh Phương 6-7 năm, thế là cái năm 2017 à? 2017 em về... Hello? Đây là 2024. Thế là năm 2, tầm 2017-2016. Đây, thứ nhất là bạn bị sai ở... cái bên là bạn mà cắt úp tay ấy, nó bị nặng hơn. Liễu Phương sẽ trình bày luôn. À, quay xa ra một tí. Ví dụ cái bên trái này, từ giữa bạn cắt từ giữa sang hai bên, bên từ giữa sang bên trái bạn sẽ ngửa tay như của Nghĩa Phương đang thực hiện, và bạn cắt có thể cắt từ trên xuống dưới, và cắt úp kéo hoặc là cắt ngửa kéo như thế này đều được. Thì cái tay bên trái hoặc cái tay mà cầm bằng tóc bạn sẽ ngửa, còn cái phần thân khu bên phải bạn cắt úp tay là như thế này. Đấy. Và thứ nhất là bạn bị sai ở cái tư thế đứng. Quay cái tư thế đứng sang. Bạn cần phải bước cái chân phải sang bên cạnh, và phải có một cái vị trí nhìn. Nghĩa là bạn phải quay đầu sang bên phải để nhìn được góc độ nâng mảng tóc. Đấy, do bạn bị sai cái chân phải. Bạn cần phải bước chân phải sang bên phải, và bước lên một bước, sau đó là quay đầu qua bên phải và nhìn qua bên trái.
thì bạn sẽ nhìn thấy độ nâng của nó xem. Đấy, và khi đó là bạn có thể cắt nửa nửa kéo hoặc là út kéo đều được. Còn cái lý do bạn sai ấy, một là lý do đầu tiên là do bạn đứng bị sai tư thế. Lý do thứ hai nữa là khi mà bạn đã sai tư thế rồi thì nó sẽ được vào gần rồi đấy. Khi bạn sai tư thế, đứng sai tư thế nghĩa là cái vị trí đứng của bạn là vị trí bị rơi vào vùng tối. Chào anh em trong hội tóc Việt Nam nhá. Anh Nguyễn Văn Quý comment: anh Phương ơi, anh có người yêu chưa anh? Chưa. Anh Phương chưa có người yêu nhá bạn nhá. Con gái chuẩn bị lấy chồng không? Chào. Rồi khi bạn đứng sai thì nó sẽ có cái hệ quả. 340 bạn đang xem. Và đi theo của bạn là bạn đứng sai thì cái góc quan sát của bạn nó rơi vào góc tối. Góc tối nghĩa là gì? Nghĩa là bạn sẽ nhìn được cái góc độ nâng mảng tóc là chưa thực sự chính xác. Khi bạn đứng như thế này thì bạn nhìn góc độ nâng mảng tóc đây, quay xa. Khi bạn đứng ở phía sau, bạn nhìn độ nâng mảng tóc là bạn sẽ rơi vào vùng tối. Vùng tối là vùng rất là khó quan sát. Cho nên bạn cần phải chân phải bước lên sang bên phải và bước lên trên một bước. Sau đó là bạn quay qua bên trái, bạn nhìn độ nâng mảng tóc xem có đúng góc độ. Cho nên là vì sao mà nó nặng hơn? Thì thứ nhất là nó có thể là do độ nâng mảng tóc của bạn bị thiếu, có nghĩa bị thấp hơn. Thứ hai, alo. Rồi khi mà bạn nâng mảng tóc nó bị thiếu góc độ, nó bị thấp hơn so với bên kia, nó cũng dẫn đến cái việc là bên phải nó bị nặng hơn so với bên trái. Và thứ hai nữa, có thể nếu như góc độ của bạn nâng đủ rồi, nâng bằng độ nâng mảng tóc ở bên kia giống nhau, nhưng mà cái mặt cắt của bạn, nếu như cái mặt cắt của bạn mà nó bị chếch ra thì nó sẽ tạo ra cái lớp tóc ở bên trên này dài hơn, có nghĩa rằng là cái bên phân khu bên phải này nó sẽ nặng hơn phân khu bên trái đấy. Và nó chỉ có hai lý do đấy thôi: một là do góc độ, mà hai là do mặt cắt. Góc độ là độ nâng mảng tóc, hai là mặt cắt là do cái góc cắt của bạn nó bị chết ra ngoài. Đấy, và chỉ có hai lý do đấy bạn. Vâng chú ạ, nó chỉ có hai lý do đấy bạn. Cứ sửa, bạn cứ quan sát và kiểm tra lại hai cái lý do đấy. Nếu mà nó rơi vào hai lý do đấy, sửa phát là được luôn. Cảm ơn bạn Quang Hưởng nhá, bạn Quang Hưởng thả tim. Còn cách sửa thì bạn sẽ bước chân phải, bước lên. Chào Lê Hiền nhá. Một bước, sau đó là quay sang bên trái để nhìn độ nâng mảng tóc, để tránh những cái trường hợp mà rơi vào vùng tối và vùng khuất. Khi mà các bạn rơi vào vùng tối và vùng khuất thì trong đầu của các bạn nghĩ nó là đúng, nhưng mà mắt quan sát nó đang bị sai. Khi mắt quan sát bị sai góc độ thì dẫn đến cái việc là cắt xong nó bị sai. Em cảm ơn anh ạ, đúng cái tư thế đứng ạ. Với lại cái góc tối em cũng không nhìn rõ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Nhiều ạ. Bạn rơi vào vùng tối. Bạn đúng bệnh luôn. Có đúng không bạn Duy Khánh? Chắc chắn luôn. Anh em trong hội tóc, trong ngành tóc có thắc mắc gì hỏi thầy Lý Hạo Phương có thể comment lên nhé. Anh Phương trong live stream có thể giải đáp trực tiếp cho các bạn luôn nhé. Bạn Di Khánh comment quá chuẩn anh ạ. Đúng rồi. Ok, thank you. Cái tầng tóc thứ hai này rất hay. Ngoài cái tầng 1 này là loại bỏ trọng lượng, cắt giảm trọng lượng, làm cho nó nhẹ, nó bay. Tầng tóc thứ hai này là cái tầng tóc mà sẽ quyết định về chào tầng lượng. Chào Thanh Nhã nhá. Không quyết định về khung viền của cái phần phân khu gáy, nhưng nó sẽ quyết định về khung viền của nửa đầu trước. Cho nên bây giờ cái khung viền của nửa đầu trước mình muốn nó tạo ra. Bạn Di Khánh comment: anh ơi, anh nói em cũng vỡ ra được nhiều lắm anh ạ. Ok rồi. Đây cái tầng tóc. Anh nói một cái em cũng vỡ ra được nhiều lắm anh ạ. Nó phát là hiểu được luôn đúng không? Tại vì đa số mọi người là thuận tay phải thì cắt cái bên phải đây hơi bị khó. Cho nên là cái vị trí đứng nó quan trọng. Rồi cái tầng tóc thứ hai như đeo. Chào bố Minh Quân nhá. Tầng tóc thứ hai nó sẽ quyết định về tầng lớp của nửa đầu sau, nhưng lại quyết định về khung viền của nửa đầu trước. Đấy, thì bây giờ làm thế nào để mình xác định được một cái độ dài tiêu chuẩn nhất đúng mong muốn này? Nửa đầu trước Liễu Phương sẽ cắt độ dài khi xấy khô đúng bằng cằm, thì khi cắt ướt phải dài hơn cằm. Chào 337 bạn đang xem.
livestream. Kiểu tóc thì Liễu Phương sẽ hướng về phía, hướng về để làm cho gương mặt nhỏ. Hôm nào em đi làm về em qua cửa hàng anh, em mời anh cốc cà phê được không ạ? Trà đá thôi, chỉ uống được. Anh Phương chỉ trà đá thôi. Trà nóng. Trà đá cũng không uống được đâu. Anh Phương uống trà đá thôi bạn ạ. Đây, đây trà nóng. Sợi tóc này. Đây sợi tóc trên cùng của tầng 2. Chào Hà Đình Duy nhá. Sợi tóc trên cùng. Cơm nước gì chưa em ơi? Em Phương sẽ xác định tầng lớp luôn nhá. Đây cái sợi tóc ngắn nhất của tầng 2 đây. Chính là sợi tóc trên cùng. Muốn nó rơi đến đâu và tạo ra tam giác đến đâu thì mình phải xác định ngay từ bây giờ. Không cắt mò mà mình phải tính toán để. Ở đây em Phương sẽ cắt đúng bằng cẳng. Khi sấy khô đúng bằng cằm thì khi cắt ướt phải dài hơn cằm, cụ thể nó khoảng 1 đến 1,5cm dao động. Rồi và cái độ dốc này mình muốn dốc bao nhiêu là do mình. Đấy. Bạn cơm, bạn Di Khánh, vâng anh ạ. Độ dốc bao nhiêu, ok bạn nhé. Độ dốc bao nhiêu là do mình. Độ dốc cơm nước rồi anh ơi, ok em nhé. Đây và bây giờ cái mũi của cây lược này chính là cái điểm chuẩn đây. Thì bây giờ hiện tại đang là tóc ướt nhưng khi tóc khô thì nó sẽ bị co rút lên. Cho nên phải cắt nó dư hơn một chút đấy. Đấy chính là điểm chuẩn. Đấy, tí là nó phồng lên như thế này thì có đúng không? Tại vì sau khi mình thực hiện xong mái tóc mà mình còn phải sấy xiếc cho nó phồng lên mà. Và độ dốc là khoảng 20 độ. Cây lược đang mô phỏng độ dốc. Dốc trước gọi là kiểu tóc tam giác triangular. Và bây giờ mình đã có điểm chuẩn rồi. Và mình có xác định được độ phồng. Ví dụ mình muốn ra kiểu tóc phồng, tóc ôm thì mình sẽ nâng bằng tóc theo góc độ của kỹ thuật bi. Mình sẽ nâng bằng tóc 45 độ. Đây điểm chuẩn có đây rồi. Chào Đào Trọng Tiến nhá. Cảm ơn bạn thả tim à, thả. Chào Cú Lì nhá. Rồi bây giờ lớp tóc đầu tiên đã có điểm chuẩn. Và cắt ngắt kết nối Deep Collect 45 độ. Ngắt kết nối có nghĩa là gì? Có nghĩa là không liên kết. Không liên kết với tầng 1. Ok. Cắt tóc không nhất định là cứ phải liên kết. Các bạn có thể là không liên kết cũng okay. Hà Đình Duy cay tóc, quay tóc đi anh. Ok anh vẫn đang quay, anh Phương cắt đây. Đây là cái lớp tóc số 1 mà Lý Hoa Phương vừa thực hiện xong. Bây giờ sẽ kiểm tra lại một lần bạn nữa. Đào Trọng Tiến hỏi anh ơi 45 độ là như thế nào anh? 45 độ là cu lì cứ trêu anh rồi. Sao cái này nhảy lạ, cu lì ơi không được trêu anh đấy nhá, trêu anh xấu hổ đấy. Cái này rồi để con mình chậm. Đây các bạn nhìn thấy cái độ dốc này, nhau Phương sẽ mô phỏng vào cái mảng tóc. Chào John Kenny nhá. Độ dốc mà càng cao thì cái tính cái mức độ mà phong cách và cá tính thì nó sẽ càng tăng lên. Đào Trọng Tấn không liên kết mấy centi anh Phương? Không liên kết khoảng đâu. Không liên kết khoảng đây để Leo Phương xem nó khoảng mấy centi. Mấy centi nó đều được hết, không quan trọng là mấy centi. Cái quan trọng là mình muốn nó rơi đến đâu thôi thì mình cắt đến đấy. Bạn Di Khánh comment là đây. Không liên kết khoảng 2,5 centi. Đây, không liên kết đúng bằng đây luôn, khoảng 2,5cm. Ok chưa cô Lì? Bạn Di Khánh comment salon của anh vẫn ở Hàm Nghi đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, nhà mình ở bên Tham với ở bên Hàm Nghi. Rồi, lớp tóc số 1 đã xác định xong, nó là lớp tóc tiêu chuẩn, cứ thế Hà nào. Đình Duy, thầy Phương cơm nước gì chưa thầy ơi? Mới cơm hôm qua sao? Bạn rồi. John Candy, anh tôi cao thủ đây rồi. Ok, xin chào cu mì nhá, vừa giờ là cu lì, bây giờ đến cu mì. Lớp tóc số 2, bây giờ Leo Phương sẽ không cắt giống như tầng 1 nữa. Tầng 1 Đào Trọng Tiến, ok anh. Tầng 1 là phương pháp cắt khối tròn. Và cái phần tóc ở sau mang tai đây, cái ví dụ hai cái góc này các bạn muốn nó dài, các bạn có thể là sử dụng cắt khối vuông. Không sử dụng cắt khối tròn nữa thì nó sẽ duy trì được độ dài của hai góc. Nhưng lên tầng 2 thì Leo Phương sẽ chuyển sang phương pháp cắt khối vuông. Chứ không cắt khối tròn. Cắt khối vuông thì nó sẽ tạo ra độ dài, nó dài dần về trước. Ok, và bây giờ Liễu Phương thực hiện luôn. Đã có lớp tóc tiêu chuẩn rồi thì rất đơn giản.
Đây là quay trở lại với bạn Duy Khánh lúc nãy. Bây giờ là cái phân khu trái này đối với người thuận tay phải rất dễ thực hiện. Quay xa ra một tí. Đấy nha, ví dụ như cái tư thế đứng của Lê Hoa Phương thì khi mà cắt phân khu trái thì chân trái phải bước lên trên và đầu phải lệch sang bên trái và nhìn sang bên phải thì các bạn mới nhìn được độ nâng của tóc đầu của người mẫu. Bên này cái việc mà đầu của người mẫu khi cúi và khi ngẩng đầu tự nhiên ấy là nó cũng dẫn đến cái kết quả là sai lệch đấy. Chào bạn Nam Phạm nhá. Chú ý là đầu của người mẫu ở trong trường hợp này là phải thăng bằng. Cúi là nó sẽ bị giảm góc độ, khi ngẩng lên là lúc đấy là mảng tóc nó sẽ bị nặng. Rồi bây giờ Lê Hoa Phương sẽ quay đầu qua bên đầu của Lê Hoa Phương là đang ở bên trái và mắt đánh qua bên phải thì các bạn sẽ quan sát được cái độ nâng đây chính là 45 độ và mặt cắt là mặt cắt 90 độ. Ok, Lê Hoa Phương bắt đầu thực hiện nhanh. Khi đã quen tay rồi thì các bạn nhanh được, cứ mảng tóc số 2 về mảng tóc số 1, mảng tóc số 3 về mảng tóc số 2. Quen tay rồi thì rất nhanh chứ không cần phải ngắm nghiến nhiều nữa. Các bạn nếu chưa quen thì chào Hùng Bru nhá, chào bạn Nam Phạm nhá. Khi các bạn cắt xong, các bạn kiểm tra hai bên độ dài giống nhau thì có nghĩa là các bạn trong cái quá trình cắt các bạn đã làm đúng. Vâng, bạn Duy Khánh là vâng, em bên này em nhìn rõ điểm cắt bên phải anh vừa mới nói em hình dung ra rồi ạ. Ok, bên trái này rất dễ và sau cái bên trái này thì mình sẽ thực hiện luôn cái bên phải để mọi người cùng quan sát. Mình... 2x1, 3x2, 4x3, 5x4, 6x5. Chào Nguyễn Tuấn Minh nhá. Nó sẽ ra kết quả là sau ngắn trước dài, kiểu tóc tam giác chưa bung lơ. Đó, thì nó sẽ ra được cái dốc trước. Chắc chắn là lát nữa sấy xong, nó chỉ còn tương đương đến cằm thôi và mình còn phải tỉa, còn phải sấy, còn phải chỉnh chu nữa, cho nên nó sẽ còn ngắn hơn một tí nữa. Cho nên khi cắt các bạn đừng có cắt đúng 100%, mà phải nên cắt nó dài hơn một tí. Đây là cái kinh nghiệm của cái việc cắt mà các bạn là còn phải ngắm nghía, còn phải nhiều. Tỉa tót nữa, tóc dư tóc thừa nữa. Bạn Duy Khánh quá ok luôn anh ạ, tối mai em làm việc em qua anh luôn ạ. Ok, ví dụ mà bạn mà sang trực tiếp thì còn dễ hơn nữa, có cái vấn đề gì thắc mắc thì rất dễ rồi. Đây phân khu nửa đầu sau nhé, phân thực hiện lớp tóc cuối cùng, lớp tóc số 7 về lớp tóc số 6. Mọi người thắc mắc vấn đề gì trong kỹ thuật cắt Vidan Sassoon cứ hỏi anh Lý Hạ Phương Trang sẽ giải đáp trực tiếp cho các bạn nhé. Đây là kiểu tóc sắp búp, có nghĩa là kiểu tóc búp ngắn. Búp thì có thể là sắp búp này, hoặc là long búp, hoặc là tóc búp thông thường. Tóc búp thông thường là những cái kiểu độ dài, có độ dài ngang cổ. Còn long búp là có độ dài ngang vai, sắp búp là độ dài bằng cằm hoặc là trên cằm. Chân bu lơ nghĩa là kiểu tóc tam giác. Hiện tại tầng 2 là Liễu Phương đang cắt tam giác, tầng 1 là Liễu Phương cắt tròn cộng với cả tam giác luôn. Có nghĩa là tầng 1 là rất nhiều kỹ thuật, và tầng 1, tầng 2 là cắt ngắt kết nối Nicholas. Đây, cái bên phải đây, bên phải là bên phần bên bạn Duy Khánh thực hiện đây. Đây, sao bên đây? Bây giờ bên phần phân khu phải, Lê Hoa Phương sẽ đứng chân phải, quay xa đây. Chân phải bước lên trên bên phải một bước. Và đầu của các bạn di chuyển qua bên này, mắt đánh qua bên trái thì các bạn sẽ nhìn được độ nâng của tóc. Nhưng lưu ý là đầu của người mẫu. Nếu như đầu của người mẫu mà cúi xuống là bạn sẽ bị sai góc độ nâng đấy. Nên là cái việc mà đầu của người mẫu lên mỗi nhà là trong trường hợp này là phải thẳng tự nhiên. Đây, khi mà bạn quan sát được cái phần rồi, độ nâng của tóc chính xác rồi, bạn thực hiện một cách rất dễ. Và khi quen rồi thì nó còn dễ hơn nữa. Cắt mỗi một lớp tóc thì các bạn xích lên khoảng 1-1.5cm ở dưới chân thôi. Và các bạn cần phải di chuyển tròn theo đầu chứ không phải là đứng yên một chỗ. Chào anh Tú nhá. Đây, điểm chấm này.
Tầng 2 thì các bạn có thể là cắt úp kéo. Đây là cắt úp kéo này. Còn tầng 1 thì do cái tầng tóc này nó ở sát với cái vai của người mẫu, cho nên là cắt úp này rất là vướng. Thì các bạn có thể là cắt vừa kéo, miễn sao nó dễ thực hiện là được. Đây tầng 2 là Liễu Phương đang cắt úp kéo. Vẫn là kỹ thuật phương pháp cắt khối vuông 2:1, 3:2, cắt hình khối vuông. Quen rồi thì sẽ rất dễ, phải là các bạn là cắt nhanh cho độ chính xác nó vẫn có. Còn chưa quen thì cứ từ từ mà cắt. 4:3, 5:4. Đấy, phải có một cái có nghĩa là bạn phải rơi vào vùng sáng chứ rơi vào vùng tối. Vùng sáng là có nghĩa là cái vùng mà bạn có thể quan sát được tốt nhất, còn vùng tối là vùng mà bạn đã bị hạn chế góc quan sát, được gọi là vùng tối hoặc là gọi là vùng khuất. Nếu mà rơi vào vùng khuất thì không thể nhìn được nữa rồi. Rơi vào vùng tối là đã rất là khó cắt rồi. Sau khi cắt xong cái phân khu bên này, đây lớp tóc cuối cùng vẫn là 7:6. Nếu không sẽ kiểm tra độ dài luôn, xem là chất hai bên nó bằng nhau chưa. Ok. Tầng 2 đã thực hiện xong, nếu không kiểm tra độ dài. Kiểm tra độ dài. Đấy, bằng nhau chưa? Kéo về chính giữa. Nếu như các bạn cắt nó đúng kỹ thuật thì nó sẽ cho ra kết quả bằng nhau. Hai bên mà chỉ cần sai một lớp tóc thôi thì chắc chắn là các lớp tóc còn lại cũng bị sai theo. Và bây giờ nó bằng nhau rồi, Liễu Phương sẽ kiểm tra ngang nữa là xong. Cắt dọc kiểm tra ngang và cắt ngang kiểm tra dọc. Cắt gốc trước kiểm tra gốc Linh sau. Linh ơi. Và cắt gốc sau. Linh rồi nhỉ? Kiểm tra gốc trước. Duy Khánh quá chuẩn anh ạ. Bạn Duy Khánh cũng là nghe về nét luôn này. Đường lai sau khi cắt xong rất nét. Hà Đình Duy hỏi Linh nghe có khỏe không Linh? Bên này cũng thế, cũng là cắt dọc kiểm tra ngang. Linh nó khỏe lắm em ạ. Ok, xong rồi. Ngày hút hết hai bao thuốc với hai lon nước ngọt. Sau khi cắt ướt xong, Liễu Phương sẽ thực hiện tỉa ướt luôn và tỉa luôn cái phần phân khu vừa mới cắt. Tại sao nên làm như vậy? Vì khi mà các bạn vẫn là trong cái việc là các bạn phân khu của kỹ thuật cắt, các bạn đã sử dụng cây kẹp, các bạn kẹp gọn lên rồi, thì khi đó các bạn sẽ không hạ nó xuống nữa. Nếu mà hạ nó xuống một lát nữa lại phải kẹp nó lên lại, để các bạn thì chia lại cái mảng tóc ra phân khu lại, thì cái việc của phân khu của các bạn sẽ bị thực hiện hai lần, dẫn đến cái việc nó lâu hơn. Rồi bây giờ Liễu Phương sẽ thực hiện tiếng luôn. Nó nói bé thôi, ông cháu ơi đang live stream. Rồi Liễu Phương sẽ thực hiện vẫn là tỉa giống như ở tầng 1. Chào tóc Trần Thành Đạt nhá. Tóc dày và tỉa nhiều, tỉa mỗi một lớp tóc tỉa 3. Anh Phương ơi, tí anh chấp nhận kết bạn với em nhé. Em kết bạn với anh lâu lắm rồi mà chưa thấy anh đồng ý. Ok luôn. Không phải là kiêu mà do ít sử dụng điện thoại lắm. Mỗi lớp tóc Liễu Phương sẽ thực hiện tỉa 3 lần. Phải con đi của anh. Con đi đi mua. Chị cũng hai lần vào bên trong và một lần vào. Tiền vào càng sâu thì ai bảo nữa phải. Nói bé thôi. Tiền vào càng sâu thì loại bỏ tóc đi càng nhiều. Lưu ý nha,
là các bạn lưu ý là cái tầng tóc này là tầng tóc số 2, nó không quyết định về bề mặt, nó không quyết định về độ bóng của mái tóc, mà nó sẽ quyết định về độ phồng nhiều hơn. Cho nên là các bạn có thể tỉa bên trong không vấn đề gì hết. Còn nếu như cái bề mặt mà các bạn mà tỉa nhiều như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng về độ bóng của mái tóc. Độ bóng có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bề mặt nó là cái lớp áo ngoài cùng ấy. Để có được một mái tóc no tròn bóng mượt thì cái độ bóng ở lớp ngoài cùng là rất quan trọng. Nếu như các bạn mà lạm dụng cây kéo tỉa, các bạn tỉa không đúng nơi đúng chỗ, không đúng chốn thì các bạn sẽ bị thấy cái bề mặt nó bị sơ sát. Đây là sau khi tỉa và Liêu Phương đã trải dây tự nhiên. Nếu mà mình cảm thấy mà nó vẫn còn nặng nề thì mình có thể tỉa tiếp. Chào 340 bạn đang xem nhá. Mọi người có thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi anh Phương đi, anh sẽ trả lời cho các bạn. Em sẽ kết hợp cả layer nữa cho nó chất hơn một tí. Chào Lê Đạt, chào các chủ salon đang xem anh Phương phát live stream nhá. Tầng 1 là cắt layer, tầng 2 là cắt graduation, tầng 3 là cắt cả graduation và cả layer luôn. Để cho nó cắt bọt. Nghĩa là bài cắt không nhất định là lúc nào cũng phải là graduation hết. Không nhất định là lúc nào cũng phải là live. Mà các bạn có thể kết hợp cả live, cả graduation, cả layer luôn. Có nghĩa là các bạn có thể là cắt nặng nhất, cắt nặng và cắt nhẹ trên cùng một mái tóc. Rồi, sau tầng 2, bây giờ đến tầng 3. Nếu tôi thực hiện luôn tầng 3 nhé. Tầng 3, tầng 2 là kiểu tóc tam giác. Bạn Di Khánh, em có mỗi thắc mắc đó thôi anh ạ. Level của em vẫn thấp lắm anh ạ. Ok, cảm ơn. Bây giờ bạn bạn Di Khánh gọi là cũng khiêm tốn. Nói chung là cũng hỏi. Nói chung là khiêm tốn đó. Đúng. Anh Lê Đạt là chào, em chào idol ạ. Ok, xin chào. Bây giờ tầng 3 Liễu Phương vẫn tiếp tục thực hiện tam giác. Nếu như tầng 2 là tam giác thì tầng 3 cũng tuân thủ phương pháp cắt hình khối. Chị cũng cắt của anh Phương à? Chị đợi anh Phương cắt à? Chị đợi anh Phương ạ. Tầng 3 này Liêu Phương sẽ cắt cả graduation và cắt cả layer trên cùng một cái tầng tóc. Và phương pháp để cắt ra kiểu tóc tam giác cũng là phương pháp cắt hình khối vuông. Tiếp tục, lớp tóc số 1 tức là lớp tóc ở chính giữa và phân chia lớp tóc dọc. Việc phân chia lớp tóc dọc và phân chia lớp tóc dốc trước đều có thể cắt được ra tam giác. Nhưng dọc nó sẽ khác với dốc trước ở chỗ nào Liêu Phương đã phân tích từ live hôm qua rồi. Có nghĩa là dọc nó sẽ loại bỏ nhiều hơn. Mặt cắt 90 độ. Chúng ta sử dụng nhiều mặt cắt 90 độ. Cộng lại là nâng bằng tóc thì nó sẽ làm ra được mặt cắt tròn. Và mặt cắt hiện tại là được mô phỏng như cây được. Đó chính là mặt cắt tròn. Rồi, vào cái phần này. Chào tóc đẹp Hoàng Sơn nhá. Nhiều. Để tạo ra layer đây. Cắt mất cái góc tam giác này đi. Ok, và đây là cái sợi tóc ở trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu nó rơi đến đâu chính là sợi tóc. Chính là vị trí mà nó rơi vào sợi tóc ngắn nhất. Ngắn nhất ở bên trên. Đây, khi rơi tự nhiên, sợi tóc ngắn nhất của nửa đầu sau nó chính là sợi này. Và nó dốc dần ở phía trước. Chứ mình không cắt lên cao quá nữa, lên cao quá nữa thì nó sẽ bị rơi rất căng. Dẫn đến cái việc nó bị vẩn tóc. Ok, lớp tóc số 2. Lớp tóc số 2 vẫn tuân thủ phương pháp cắt hình khối vuông 2:1. Mặt cắt tròn này, nhiệm vụ của mặt cắt tròn này nó sẽ loại bỏ được chiều dài của lớp tóc trên cùng. Càng lên trên nó sẽ được loại bỏ hơn rồi. Thay vì mặt cắt vuông thì ở trên này nó sẽ là dài thì mặt cắt tròn rồi.
xong rồi ở dưới thì nó được giữ nguyên thì ở bên trên này chắc được xong rồi. Cái ngang này chúng ta sẽ đứng ở đây thì xong rồi. Đây là mặt cắt vuông. Mặt cắt vuông thì ở dưới này là đều chuẩn rồi. Như dưới này là đều chuẩn. Nó là cố định. Và mặt cắt vuông thì trên này sẽ là dài. Mặt cắt tròn này thì tròn rồi thì ở trên này sẽ là ngắn hơn so với mặt cắt vuông. Đấy, nó tạo ra layer. Có nghĩa là layer các bạn có thể là thay đổi góc độ, thay đổi mặt cắt. Góc độ sẽ góc phần tạo lên layer và mặt cắt cũng góc phần tạo lên layer. Còn vì sao lại cứ phải kéo mảng góc 2 về mảng góc 1, mảng góc 3 về mảng góc 2? Đó là phương pháp để cắt ra hình ra kiểu tóc tam giác. Còn nếu như các bạn không muốn nó kéo 2 về 1, 3 về 2, các bạn có thể trải nó xuống, cắt mặt cắt tam giác nó cũng ra được kiểu tóc tam giác. Nhưng mà khi đó là sẽ là chia dốc trước. Còn hiện tại là Leo Phương đang là phân chia lớp tóc dọc. Rồi gần vào đây cũng mặt cắt tròn. Layer là loại bỏ trọng lượng đúng không anh Phương ơi? Layer là loại bỏ trọng lượng, là giảm trọng lượng, là chuyển động, là nhẹ. Đấy, có nghĩa là dịch ra Việt Nam của mình sẽ là nhẹ, giảm trọng lượng, là chuyển động thì sẽ được gọi là layer. Còn để làm thế nào để tạo được ra layer thì các bạn có thể là nâng góc độ cao hoặc là thay đổi mặt cắt. Mặt cắt loại bỏ, ví dụ như mặt cắt tròn rồi, mặt cắt tam giác. Vẫn cắt theo hình tròn. Và vẫn phải lướt tóc sau về lướt tóc trước. Mục đích là để tạo ra kiểu tóc tam giác. Rồi lớp tóc cuối cùng vẫn về lớp tóc trước. Giờ là đỉnh đầu, đang là đỉnh đầu. Ok, xong cái phần phân khu phải. Tại sao mà cái phần tầng 3 này Liễu Phương lại thực hiện hướng cắt từ dưới lên trên? Đây, rõ ràng tầng 2 là các bạn cũng cắt từ dưới lên trên nhưng cắt úp tay. Đấy, và tầng 1 thì nên cắt ngửa tay, ngửa cái bên tay trái, có nghĩa là ngửa cái bên tay cầm tóc, còn cái bên mà cầm kéo thì các bạn sẽ cắt úp. Di Khánh bảo em không thấy ai hỏi mấy ạ, livestream này chắc chỉ có em hỏi thôi anh nhỉ. Quay góc đi xếp. Góc nào em? Góc nâng mà góc à, có nghe đi theo đường cắt à? Góc độ nâng bằng tóc. Ok. Đứng mỗi chỗ vậy. Ok em. Quay góc là không nghĩa là góc nâng bằng tóc luôn. Hiện tại Liêu Phương đang thực hiện là 45 độ nhưng mà mặt cắt tròn. 45 độ này là 45 độ tại vị trí Liêu Phương đang nâng nhé, chứ không phải là 45 độ của cả cái mảng tóc này. Nếu mà 45 độ của cả mảng tóc này thì nó sẽ ra kết quả rất nặng và nó không phải là layer nữa. Có nghĩa là 45 độ này là 45 độ ra đời. Đây. Và thực hiện mặt cắt loại bỏ, mặt cắt tròn để loại bỏ. Tròn này là tròn lồi. Nếu mà cắt mặt cắt tròn lõng thì nó lại không loại bỏ. Nó sẽ là layer ở giữa. Chào Thanh Nguyễn nhá. Nó tạo ra một cái hầm như thế này. Nếu mà tròn lõng thì nó sẽ như thế này thôi. Thì ở bên trên thì nó sẽ ôm. Bây giờ mình không thích ở bên trên này nó ôm. Thích ở bên trên nó quay cơ. Linh ơi giữ máy anh mấy phút anh. Đứng bên phải cắt được không anh? Đứng bên phải rất khó cắt. Trong trường hợp này mà đứng bên phải rất khó cắt. Tại vì lớp tóc này là lớp tóc ở trên đỉnh đầu. Hiện tại Liễu Phương đang thực hiện phân khu đỉnh đầu. Ví dụ mình đứng bên phải này vẫn cắt được nhưng rất khó. Đây cắt như này rất khó thực hiện. Vì nó là lớp tóc ở trên cao. Trên cao mà mình lại đứng cắt từ dưới lên thì mình rất khó thực hiện, không với được tay được hết. Nên là thay vì thế là mình sẽ đứng sang bên trái và cắt từ dưới lên trên. Vị trí đứng rất thuận lợi, còn đứng sang bên phải thì rất là khó. Sơ suất một chút nó rơi tóc này. Thay vì thế là Liễu Phương sẽ đứng sang bên trái đây. Nó không giống cái tầng 2 nữa. Tầng 2 thì Liễu Phương cắt bên phải sẽ đứng về bên phải.
nhưng tầng 3 này thì ông Phương cắt bên bên phải, vẫn đứng về bên trái, không đứng sang bên phải nữa. Hướng cắt từ dưới lên trên, sử dụng mặt cắt tròn, góc độ là 45 độ so với da đầu. Mặt cắt là mặt cắt tròn lồi, mặt cắt tròn lồi thì cái loại bỏ được cái trọng lượng, còn tròn tròn lõm thì nó lại làm tăng trọng lượng. Vâng anh, vùng sáng vẫn nhìn rõ ạ. Ok, đúng rồi, vẫn, nó vẫn rơi vào vùng sáng. Còn nếu mà mình sang bên kia cũng rơi vào vùng sáng, nhưng mà ngược lại thì vị trí nó lại không phù hợp. Vị trí là do cái lớp tóc này là lớp tóc ở trên cao. Rồi, mình tóc cuối cùng. Đây vẫn rơi vào vùng sáng, kéo vào lớp tóc trước. Phần này gần như là hết tóc rồi, nó chỉ còn rất ít liên kết lốt, lốt với cái tầng 2 này nữa. Rồi lớp tóc vừa cắt xong. Đó, xong rồi đấy. Và Liêu Phương thực hiện tỉa luôn cái phần này. Phương pháp tỉa nó có một cái khác một tí nha. Mỗi một cái tầng tóc các bạn sẽ phải có một cái sự thay đổi. Tầng 3 này. Chào Quyết ra ra nhá. Tầng 3 này là tầng tóc ở phân khu đỉnh đầu, nó sẽ quyết định cái việc phồng hay không phồng. Vừa giờ là cắt để cho nó phồng, nó bay. Có cả phồng và có cả bay. Thì cái việc tỉa là như thế nào? Bây giờ Liêu Phương vẫn là tỉa theo hình tam giác. Để cái lớp tóc ở bên dưới nó sẽ đẩy lớp tóc ở bên trên lên để tạo độ phồng. Và tỉa ở bên trong nhiều hơn. Hình tam giác là như cây lược Liêu Phương đang mô phỏng đây. Đây được gọi là hình tam giác, đây được gọi là hình vuông. Đây cũng là hình tam giác, nhưng tam giác này đi ra, tam giác này tam giác đi vào. Có nghĩa là dưới được loại bỏ nhiều và trên loại bỏ ít. Cộng với cái việc là cái bề mặt của mái tóc no tròn bóng mượt, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bề mặt này nó phải bóng. Còn khi các bạn mà sử dụng cây cao tỉa mà các bạn tỉa bị vỡ bề mặt, có nghĩa là cái bề mặt, cái lớp áo ngoài cùng nó bị vỡ, nó bị tan tác ra. Thì khi sấy khô xong rồi cái tóc nó cứ sơ sơ, nhìn bằng mắt thấy nó bị sơ. Đấy là do tỉa nhiều. Và tỉa nhiều nó không phải là, tỉa nhiều nó là cái từ mà nói chung thôi, còn cụ thể chi tiết ra nó là tỉa bị phạm vào bề mặt. Đấy là vi phạm bề mặt. Giống như kiểu trong bộ luật ấy. Mình vi phạm pháp luật, nhưng mà nó có điều này, điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 của bộ luật này, bộ luật kia. Phải cụ thể chi tiết là như thế. Cho nên là khi lên đến cái bề mặt này, Liễu Phương sẽ không động chạm cây cao tỉa vào. Chắc chắn là lát nữa sấy khô xong là còn phải tỉa thêm nữa, chứ không phải tỉa như này là xong. Nhưng mà tỉa như này là nó đã là cơ bản lắm rồi. Nó sẽ nhàn cho cái việc là lát nữa mình tỉa lại. Có rất nhiều cách tỉa, tỉa có thể phi kéo này, phi lắc kéo, tỉa bằng kéo cắt, tỉa vào chân, tỉa vào thân, tỉa vào ngọn, tỉa hình vuông, tỉa hình tam giác và tỉa hình hình vuông, hình tam giác thôi, chứ không có tỉa hình tròn nữa. Ít khi mà áp dụng là tỉa hình tóc tròn. Chị khách quá dày anh nhỉ? Đúng rồi, tóc dày và hơi bông. Em xin bố số cuối của chị nhé. Tóc khá dày cho nên là tỉa rất nhiều. Nếu như mình cứ để nguyên cái độ nặng này, nhìn cái mái tóc nó bị dài. Rồi, xong nửa đầu xong. Bây giờ đến nửa đầu trước. Phần này cũng rất quan trọng rồi. Như Liêu Phương vừa nói, cái phần tầng tóc... Anh Phương cắt xong nửa đầu sau rồi các bạn nhá. Nửa đầu trước trong cái... cái live stream này có ai thắc mắc gì có thể trực tiếp hỏi anh ý Hào Phương giải đáp cho các bạn nhá. Quanh ngang nửa đầu sau là có kết quả luôn rồi đấy. Tầng 2 là phồng. Đây mình quay cận cảnh luôn nhá. Tầng 3 là có cả phồng và cả bay. Tí nó sấy khô thì cái đỉnh này nó bay. Tầng 1 là chuyển động, rất là mềm. Tầng 1 là chuyển động. Và hai cái góc này muốn dài là sẽ kéo nó về đằng sau thì nó sẽ dài hai góc, nó không bị mất hai góc. Còn các bạn muốn nó ngắn thì các bạn sẽ kéo tại vị trí tóc rơ. Rồi xong cái tầng 2 và tầng 3 tóm lại là xong nửa đầu sau. Bây giờ đến với cái nửa đầu trước, cái nửa đầu chị trước. Lan ơi, em bảo anh nửa đầu trước này nó liên kết chặt chẽ với nửa đầu sau, nó phụ thuộc vào nửa đầu sau. Còn nếu như các bạn ngắt kết nối nửa trước và nửa sau, rất nguy hiểm trong cái tình trạng là nó bị giảm cái tính ứng dụng của mái tóc đi.
tầng 1 và tầng 2 thì các bạn có thể là ngắt kết nối codec được, nhưng tầng giữa nửa đầu trước và nửa đầu sau thì lại không nên. Tóc chị khách quá dày anh nhỉ. Đây, như Leo Phương vừa nói là cái tầng 2 này. Tầng 2 nhé, chứ không phải tầng 3. Tầng 2 là cái phần nằm ở giữa này. Tóc rơi tự nhiên nó sẽ quyết định về khung viền hình dạng của nửa đầu trước. Đó, thì bây giờ chính là khung viền đây. Leo Phương chỉ hiện luôn khung viền 285 người đứng xem. Ok, Leo Phương sẽ thực hiện luôn khung viền, chia cái tầng tóc số 3 ra nữa. Có vẻ hơi tối ấy nhỉ. Có vẻ nhìn hơi khó, hơi tối. Tôi sẽ thực hiện phần phân phương đỉnh đầu sau. Và cái phần bên dưới này nữa tôi sẽ thực hiện chia thành hai lớp tóc. Rồi, lớp tóc số 1 sẽ phụ thuộc vào lớp tóc tiêu chuẩn của tầng số 2. Đây chính là lớp tóc chuẩn của tầng 2. Lúc nãy mình đã cắt hai bên giống nhau rồi, thì bây giờ cứ theo cái sợi tóc chuẩn này mà cắt, nó sẽ ra được cái kết quả của người đầu trước. Cứ theo cái sợi tóc chuẩn mà cắt, nửa đầu sau dốc trước và nửa đầu trước cũng dốc trước luôn để đồng nhất. Bạn gặp kiểu tóc cảm giác. Chị cảm ơn chị khách giúp em với nhé. Cảm ơn chị đang vừa làm khách vừa làm mẫu cho các bạn xem. Ok, chị khách nghe được rồi. Cảm ơn bạn nhé. Lớp tóc số 1 của nửa đầu trước, Nghĩa Phương tiếp tục thực hiện mặt cắt tam giác. Bây giờ không phải là vuông hay tròn nữa, mà lại là mặt cắt tam giác và cắt tại vị trí tóc rơi tự nhiên. Tóc rơi tự nhiên có nghĩa là tóc không độ. Không độ, nâng bằng tóc hiện tại đang là không độ. Kỹ thuật đây, Nghĩa Phương sẽ xác định để xác định chiều dài cho chính xác nữa. Làm sao để sau khi cắt xong sẽ khô nó đúng bằng dừa và cằm nữa thôi. Khi nó còn cong lên nhé các bạn nhé, nên là không thể mà mình tính toán được cái độ đơ của tóc này. Ví dụ cái tóc đã ép đơ rồi thì không thể nào nó cong. Cho nên là các bạn mà cắt đi bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu luôn. Còn khi cái tóc tự nhiên thì nó sẽ cong vào. Và cong vào thì đồng nghĩa việc là nó sẽ bị ngắn lại. Nó bị rút ngắn về chiều dài. Đấy, cho nên phải tính toán được cả chất liệu tóc. Nếu như các bạn không tính được ấy là các bạn sẽ bị sai ngay. Cái đấy là do chất liệu tóc. Chất liệu tóc có nghĩa là cái tóc tự nhiên hay là tóc đã ép rồi, đã uốn rồi. Nó còn cắt thêm vài mili nữa. Tại vì lớp tóc số 1 này nó chính là cái lớp tóc mà quyết định về chiều dài của nửa đầu trước này. Quyết định về hình dạng, đấy, chỉ mấy mili thôi. Khoảng 2 hoặc 3 mili thôi. Còn cái hình tam giác thì vẫn vậy. Chỉ là bạn bỏ bớt độ dài đi tí. Khoảng 2 hoặc 30 mm. Xong. Lớp tóc số 2 cũng thực hiện tương tự. Đã có lớp tóc chuẩn rồi, cứ thế cắt theo thôi. Lớp số 2 các bạn không cần phải tính toán, lớp số 1 thì phải tính. Vẫn là kỹ thuật A. Mặt cắt tam giác, nó tại vị trí rơi tự nhiên và nó cắt tạo ra kiểu tóc tam giác. Cái này thì dễ hiểu quá rồi. Rồi sang bên này luôn. Cái phần tóc mà Liễu Phương vừa thực hiện xong ấy, cái mục đích cuối cùng của Liễu Phương là tạo ra độ cụp và tạo ra V-line. Có nghĩa là tạo ra làm cho gương mặt nhỏ lại, kiểu tóc tam giác, giúp gương mặt che bớt đi, nhỏ lại. Hay còn gọi là tạo ra V-line được, cho nó hay. Các bạn hiểu thế nào thì các bạn dùng từ như nào là do do cái vốn từ của mỗi người, do cái cách dùng từ của mỗi người.
rồi Leo Phương cũng tiếp tục phân khu vào cái tầng tầng 3 tầng đỉnh đầu ra. Bên này cũng chia dốc. Dốc trước. Độ dốc cũng khoảng 20 độ thôi. Rồi liên kết với nửa đầu sau. Đây chính là điểm chuẩn và cứ theo điểm chuẩn mà cắt. Nhưng mà kinh nghiệm thì các bạn nên cứ cắt nó dư ra vài mm, nó không có ảnh hưởng gì hết. Sau đó là các bạn chỉnh lại một lượt lượt nữa thì nó vẫn là tốt nhất. Còn nếu mà cứ cắt, đôi khi mình nghĩ nó là chuẩn nhưng mà đôi khi nó vẫn có sự sai lệch. Nhưng mà ví dụ mình cắt nó chuẩn quá nó lại thành bị hụt. Cho nên là cắt nó dư ra cái lớp tóc đầu tiên ấy. Với kinh nghiệm của Liệu Phương thì cắt dư ra vài mm, tránh cái tình trạng là mình phải đảm bảo độ an toàn về độ dài. Trong cắt tóc độ dài rất quan trọng. Cắt ra một kiểu tóc đẹp nhưng mà người mẫu không thích về chiều dài kêu nó ngắn. Đấy là các bạn đã bị gặp nhiều cái khó khăn ngay lúc cắt xong rồi không sửa được nữa. Cắt tại vị trí rơi tự nhiên mà mặt cắt tam giác. Độ dốc của mặt cắt có nghĩa là mặt cắt tam giác này được mô phỏng bởi chính đường chia này luôn. Đường chia nó đã mô phỏng mặt cắt rồi, cứ cắt theo đường chia thôi. Chào 300 bạn đang xem nhé. Rồi lớp tóc số 1 Liệu Phương cũng đã thực hiện xong rồi. Bây giờ để kiểm tra độ dài hai bên mới xứng hay chưa, các bạn có thể quan sát vào gương này. Nhìn vào gương xem hai bên. Như vừa giờ Liệu Phương có nói là phải tính toán được chất liệu. Có nghĩa là khi tóc ép thì nó sẽ đơ. Các bạn cắt đến đâu thì nó sẽ thẳng, nó vẫn dài đến đấy. Rồi hai bên đối xứng bằng nhau luôn. Cắt vớ vẩn phát mà nó đã bằng nhau luôn. Đấy. Rõ ràng là nó có điểm chuẩn ở đây, cắt rất thích luôn. Các bạn không cần phải tính toán nhiều. Cắt xong phát là nó đã bằng nhau luôn. Độ dốc hai bên đúng bằng nhau luôn. Tại vì cái đường chia của mình đã xác định từ đầu rồi. Mình chia dốc 20 độ thì mình sẽ cắt theo cái đường chia dốc 20 độ. Mình nó sẽ ra độ dài bằng nhau. Lớp tóc chuẩn đã ở bên dưới rồi, cứ thế mà cắt thôi. Không được gì phải lo lắng gì hết. Khi đã có điểm chuẩn được cắt, đã gọi là chuẩn rồi là nó chính xác rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị đến cái kỹ thuật mà nâng góc độ. Tầng 2 vừa giờ của mình là kỹ thuật bi 45 độ. Và tầng 1 vừa giờ là đang A. Thì bây giờ mình phải liên kết giữa cái A và cái bi. Mình sẽ không để sau là bi mà trước là A được. Thì một nửa đầu sau thì nó lại có tầng lớp, nửa đầu trước thì lại không có tầng lớp thì sẽ không được. Kỹ thuật A vừa giờ để mình xác định về chiều dài, xác định về hình dạng. Kỹ thuật B này, bây giờ mình sẽ xác định về tầng lớp, kết cấu. Giống như mình xây cái bức tường ấy, thì nó phải có cái móng và có cái những cái lớp gạch ở bên trên tạo ra tường. Phương tiếp tục kéo về sau chứ không kéo tại vị trí rơi tự nhiên. Tại sao phải kéo về sau? Kéo về sau để đảm bảo độ dài ở trước. Và lớp tóc này chắc chắn là phải giữ độ dài. Sợi tóc này nếu mà cắt độ dài thì khung viền của các bạn sẽ bị vỡ. Kéo về sau. Vị trí đứng là bây giờ mình sẽ đứng ra phía sau, rơi vào vùng sáng. Sợi tóc ngắn nhất ở bên dưới này bắt buộc phải giữ nguyên. Nếu mà các bạn cắt đi là sẽ bị vỡ mất cái khung. Đó, giữ nguyên. Sợi tóc dài nhất là nó nằm ở bên trên đây. Rồi xong rồi. Đã có lớp tóc số 1. Có nghĩa là lớp tóc số 1 này Liệu Phương đã thực hiện cả A và B. Nó đã tạo ra cả
nét và tầng lớp. Lớp tóc số 2 về lớp tóc số 1. Đó, đây rồi, nhìn thấy điểm chuẩn đây rồi. Mình không nhìn thấy điểm chuẩn thì tuyệt đối không được cắt. Cắt như thế là cắt mò, một đúng hai sai, hên xui lắm. Lớp tóc số 3 về lớp tóc số 2. Rồi lớp tóc này có thể lấy hết được luôn, không cần phải lớp tóc số 4 nữa. 3 về 2 là kết thúc trận đấu. CR7 chuẩn bị ra sân. Hình như là đêm ngày kia anh bảy đá hay sao. Ok, có cả khung viền rồi, có cả tầng lớp luôn, bên này cũng tương đương như vậy. Sự kết hợp giữa kỹ thuật A và kỹ thuật B là cắt kỹ thuật AB ở trong Villa Sampoo. Lớp tóc số 1 đây. Đây là phần tóc mà đã cắt rồi. Đây là phần tóc này, phần tóc cắt rồi. Nửa đầu sau cắt rồi, nửa đầu trước bây giờ bắt đầu thực hiện. Mình sẽ lấy lớp tóc số 1 của nửa đầu trước cộng với cái việc trải về phía sau. Đây rồi, nhìn thấy điểm chuẩn luôn này. Điểm chuẩn nó lấp vào đây nữa đó. Và chiều dài ở bên dưới này phải được giữ nguyên, không là nó sẽ bị vỡ mất cái khung. Đây, chiều dài ở dưới này, cái sợi ở dưới cùng là phải được giữ nguyên. Bao nhiêu công để cắt khung xong, tí nó mất cái khung. Mất cái khung viền ấy. Mất cái A luôn thì thôi. Lớp tóc số 2, bây giờ đang là lớp tóc số 2, về lớp tóc số 1 thôi. Không phải cần phải về cái lớp tóc trước với lớp 1 nữa. Đây, lớp 1 nó đang rơi ở đây, lớp 2 rơi ở đây. 2 trải về 1. Cũng giữ nguyên. Sợi tóc ở dưới cùng, giữ nguyên độ dài ở sợi tóc dưới cùng. Lớp 3 về lớp 2. Ông bảo trận đánh hào quang nhau rồi, sợi để ông vô vơ ở đây này đang ngồi chỗ nhà lắm. Chắc là đi uống bia rượu. Thì đi lượn đi một vòng đi xem. Ok, cắt dọc. Thì bây giờ sẽ là kiểm tra ngang. Cứ cắt dọc, kiểm tra ngang và cắt ngang, kiểm tra dọc có vậy. Mà cắt xong là phải kiểm tra, cắt xong là không kiểm tra thì chẳng biết là mình làm xong nó được hay là không được. Đây, bây giờ kiểm tra, vừa là kiểm tra vừa là liên kết luôn, liên kết trước sau đây, quá liên kết luôn, và đúng là dài dần về trước luôn, không có tóc thừa luôn. Các bạn thấy cắt của Vidan thích nó ở chỗ đấy, cắt xong cái việc mà độ chính xác cũng cao. Nó rất nhàn ở trong cắt tóc, nó không cần phải lo lắng ấy. Nghĩa là mình cứ muốn như nào là nó được như thế luôn. Đây, bên này cũng thế, cũng cắt dọc kiểm tra ngang. Cắt tóc mà mình không phải lo, không phải sợ là nó ra thế này ra thế kia. Gần như là mình đã mở tượng được chip được gần như là khoảng 70-80-90%. Đương nhiên là sẽ có những cái tóc rất khó mừng tượng, nhưng còn cũng thuộc vào chất tóc thôi. Những cái tóc tự nhiên thì rất dễ mừng tượng. Những cái tóc mà đã ép rồi, đã uốn rồi, cái chỗ uốn xoăn, chỗ thì không xoăn rất là khó. Rồi, nếu tôi thực hiện tỉa luôn. Ví dụ như những cái đầu tóc mỏng, ví dụ những cái đầu trong cái lai qua thì nếu tôi không tỉa giống như bây giờ nữa. Còn cái đầu này thì sẽ tỉa. Cái việc tỉa này nó làm cho cái độ nặng của mái tóc này, và nó tạo ra cái texture rõ ràng hơn. Độ nặng nó sẽ giảm bớt đi. Nửa đầu trước này Liễu Phương sẽ tỉa ít hơn nửa đầu sau. Mỗi một mảng tóc tỉa 2 lần thôi.
Còn cái nửa đầu sau lúc nãy tỉa 3 lần cộng với cái việc là còn một lượt cuối cùng nữa, lướt lại một lượt cuối là tương đương với 4 lần. Kéo về sau để duy trì độ dài, độ dày ở trước. Các bạn tỉa cái hình tam giác này nhé, các bạn rất hay bị sai phạm cái việc như này, các bạn kéo về trước các bạn tỉa, đó là sai rồi đó. Nghĩa là cái hình tam giác nó phải là sau ngắn trước dài. Khi các bạn kéo về đâu thì ở đó nó sẽ được loại bỏ. Các bạn ví dụ bây giờ là Liễu Phương đang nâng bằng tóc nằm ngang. Đấy thì cái phần tóc tỉa nó sẽ là phần tóc ở bên trên rồi. Và nó không có liên quan đến cái phần tóc khung viền ở bên dưới. Nếu như mà thích cái khung viền nó mềm hơn nữa thì mới tiếp tục tỉa bên dưới. Và đối với tam giác thì các bạn phải kéo hướng ra sau chứ không phải hướng về trước. Nếu như các bạn hướng nó về trước thì cái góc tam giác của các bạn nó bị mất. Một là mất về độ dày, hai là bị mất về độ dài. Có nghĩa là cắt tam giác thì cũng phải là tỉa tam giác luôn. Xin phép camera phụ vào thay camera chính nhá. Cảm ơn camera chính đã, trong thời gian qua đã cầm camera vững chãi nhá. Chào 292 bạn đang xem. Xin phép là hai. Ngọc Lão Tử muốn răng được dứa luôn là sao? Muốn gì được nấy. À, có nghĩa là chơi tiếng miền Trung à? Muốn răng được dứa. Mẫu này hôm nay có đất để diễn rồi. Đúng rồi, mẫu này tóc rất dày, diễn thoải mái luôn. Đây, Liễu Phương cũng kéo về phía sau chứ không kéo về phía trước. Cái sai của rất nhiều bạn. Khi mà bạn camera kia bạn ấy hôm nay người yêu bỏ nên là hơi buồn một tí. Nếu mà bạn nào ít nói gặp phải cái tình huống mà mình thì nói suốt ngày luôn, cắt ra nói không ngừng. Mà các bạn ấy kéo về phía trước thì các bạn phải đính chính ngay lại cái việc đấy, có nghĩa là bây giờ cần phải kéo về phía sau. Tại sao phải kéo về phía sau? Tại vì tam giác là sau ngắn trước dài. Mà các bạn kéo về đâu thì ở đó được loại bỏ, các bạn kéo về phía trước thì phía trước nó được loại bỏ. Ngọc Lão Tử, thầy ăn sáng chưa thầy? Mới ăn sáng hôm qua xong. Ăn sáng hôm qua rồi. Ok, bây giờ là còn cái tầng 3 nữa thôi. Tầng 3 vừa rồi. Anh trả lời comment nhiều comment quá. Nửa đầu sau vừa giờ là có cả graduation, có cả layer. Thì bây giờ cái nửa đầu trước cũng tuân thủ như vậy. Nốt mảng tóc nữa nha các bạn nha. Cố gắng xem nốt live stream nha. Cái đầu này mà sấy khô là cũng hiện đại phết đấy. Gáy là mềm mại chứ không phải là sắc nét là nặng luôn nhé. Gáy là mềm mại, nhìn về phía sau đã thấy trẻ rồi. Khi mà cắt mềm mại ở gáy là chắc chắn là nhìn ở sau đã là trẻ. Nhìn ở phía trước để tạo ra V-line, rồi phần tóc vuốt đỉnh đầu tạo ra layer, quá đẹp luôn. Chưa nói đến cái việc mà tạo ra máy bay nữa, lát nữa Phương tạo luôn cái máy bay luôn cho nó khét. Ví dụ như cái tầng 2 các bạn cắt tam giác. Ngọc Lão Tử, anh chào Ngọc Anh Idol nhé. Rồi, và cái phần ở bên dưới này là hello chào. Anh Ngọc. Đây, Ngọc Anh đây. Lâu ngày thế nhỉ? Anh này, anh có cả trực giác với ngoại cảm hay sao mà đang quay ở bên mẫu bên kia mà nhìn thấy được cả Ngọc Anh. Sợ thật. Bạn bộ môn nào đấy có gì dạy tớ ơi. Sao biết được cả Ngọc Anh ở bên này làm nail đấy. Chào 60 bạn đang xem nhá. Mẫu sắp xong rồi các bạn ơi. Mọi người có gì thắc mắc cứ comment lên để anh Phương giải đáp cho mọi người nhá. Tầng 3 này Liễu Phương sẽ kết hợp với cả mái bay và cả phân khu đỉnh đầu này bay về sau luôn. Nửa dưới bay về về trước và che bớt gương mặt và nửa sau, căn nửa bên trên bay về sau nhá. Cho nó chất. Có nghĩa là khi vuốt tóc. Chào Thế Đức nha, chào Kesa nha. Khi vuốt tóc thì tóc nó sẽ chạy về phía sau này. Đấy, và bây giờ mình sẽ cắt để cho nó chạy về phía sau luôn. Ok chưa? Cắt làm sao để cho nó chạy được về phía sau. Còn là bên dưới lại là về phía trước. Hay còn gọi là V-line đấy. Anh Phương ơi, bữa nay anh có dạy học viên nữa không anh? Phía sau, lớp bên trên mình có. Lớp bên trên là bay về phía sau nhá. Và bây giờ làm thế nào để bay về phía sau, ok thực hiện luôn. Vẫn liên kết ở đầu sau. Chào Thắng Huyền nhá. Thắng Huyền thả 5 tim luôn. Thắng Huyền là ai này? Thang Huyền. Rồi, điểm chuẩn. Điểm chuẩn là cái sợi tóc đỉnh đầu.
độ 45 độ. Mặt cắt tròn rồi. Robot sẽ thực hiện mặt cắt tròn. Chào Hiền Bùi nhá. Chào Hùng Lê nhá. Mặt cắt tròn chứ không phải mặt cắt tam giác. Tròn rồi thì cái sợi tóc cầm về trước thì nó sẽ được loại bỏ. Em ơi cho chị xin địa chỉ ở An Bình em ơi. Chung cư A3. Chung cư A303 An Bình Phạm Văn Đồng chị nhá. Cơ sở 2 ạ. Còn nếu mà bạn chị muốn trực tiếp anh Phương cắt tóc cho thì bạn có thể đặt lịch trước và đến bên Hàm Nghi ạ. Vinhome Hàm Nghi ạ. B1801 Vinhome Hàm Nghi. Đây là cái sợi tóc cuối cùng ấy, tại cái điểm trung tâm, điểm trước trán đây. Và khi mà nó rơi tự nhiên, nó rơi tạm cái vị trí là tay mình đang để đây. Và sợi tóc này nó sẽ là ngắn hơn sợi tóc ở sau, nó tạo ra là trước ngắn sau ngắn. Cái lớp tóc này rất hay, mọi người mà theo dõi lớp tóc này rất hay. Có cả tròn và có cả tam giác ở trên cùng cái phần khu này. Cái phần khu này cắt rất hay luôn. Để nó bay được ra sau. Anh ơi, năm nay anh có tham gia giám khảo chấm thi trong ngành tóc nữa không anh? Mình. Rồi bây giờ lớp tóc 62 bạn nhá. Lớp tóc số 2 đã có điểm chuẩn rồi. Phần tóc này rất hay và Liễu Phương sẽ thực hiện lại lớp tóc số 2 cho mọi người quan sát nhé. Đây ví dụ như điểm chuẩn là điểm đỉnh đầu này. Cắt dài dần đều về trước. Có nghĩa là sau ngắn trước dài. Tạo ra kiểu tóc tam giác. Kết hợp với mặt cắt tròn. Góc độ nâng. Tại là 45 độ ra đầu. Không ạ, 135 độ. Mặt cắt tròn này giúp cho cái việc loại bỏ chiều dài của phần tóc ở phía trước. Mặt cắt tròn rồi. Ngọc Lão Tử sau này có vẻ ít nói nhỉ? Toàn nó xem livestream ra hỏi đúng mỗi thầy ơi, thầy ăn sáng chưa với chào Ngọc Anh Idol. Chưa thấy chào Calamen gì cả. Ngọc Lão Tử đó rồi, hôm nào anh về Việt Nam anh em mình giao lưu rượu bia tí nhỉ? Lão Tử gặp Khổng Tử. Toàn là tu tiên đấy. Lớp tóc số 3. Như Lý Hậu Phương vừa nói đấy, thì Lý Hậu Phương đang cắt là từ đỉnh đầu mà trở về trước đây. Là đang cắt để tạo ra kiểu tóc tam giác sau ngắn trước dài. Tôi chào anh em ngay từ trên đầu đó bạn. À đúng rồi, lúc nãy là camera Calamen chính, bây giờ là Calamen phụ. Lúc nãy là mình đi ra ngoài, mỗi người quay 15 phút. Bây giờ đi vào là tăng 2. Chào 59 bạn vẫn đang xem nhá. Mọi người đã nghỉ việc ở trong quán tóc chưa? Tối rồi. Nhà mình vẫn còn đang đông khách đây. Cái phần tóc này rất khách vẫn còn đang vào này. Vừa có cả vi lai, có cả ôm về phía trước ấy, và vừa có cả bay về phía sau. Anh chim vậy. Vâng ạ, phát live stream. Cắt hình khối tròn và hình khối tam giác. Về mặt cắt Liễu Phương đang sử dụng là mặt ok, Ngọc Lão Tử chắc lúc ấy mình không để ý ở trên cái đầu live ấy. Mặt cắt Liễu Phương đang sử dụng là mặt cắt trầm lồi cho nên là nó sẽ tạo được. Căn bản là thấy Ngọc Lão Tử nó chuyện hay quá, quấn quá nên là cứ phải sau ngắn trước dài và có cái trước ngắn sau dài luôn. Đây là sau ngắn trước dài này. Và tiếp tục cái trầm lồi thì tạo ra trước ngắn sau dài. Trên cùng một phần khu. Đây về hay nó lại hay có cả sau ngắn trước dài và có cả trước ngắn sau dài. Ngọc Anh đợt này stylist luôn. Đấy. Quần stylist, áo stylist luôn. Phần 2 lớp tóc nữa là kết thúc. Khuyên tai có tầm độ có 10 cái một bên. Còn nói hết rồi đấy.
Đây nhà mình vẫn còn đang tóc nam tóc nữ làm nail. Điểm chuẩn lên rồi. Ok chị bên kia. Chào 61 bạn nhá. Chú Đức ai đỏ đỏ à chú Đức ai đỏ đâu Ngọc Anh. Ai đỏ mình cứ tưởng là cái gì. Ai đồ. Hỏi Ngọc Anh ấy. Line F1 của idol gì? Đây, khách nhà mình vẫn còn đang ở trong đây đợi đây, phòng gọi mình trong này vẫn đang đông. Đó, full HD luôn. Chào 98 bạn đang xem nhá. Chào Mạnh Trưởng. Em chào chị Kim Ngọc Lan nhé. Ui giời. Bạn nào mà biết cả Kim Ngọc Lan này, nhìn phát biết ngay cơ à. Có ngoại cảm luôn. Ghê luôn. Đây. Không không, chị Lan. Đấy, nhà mình đấy. Còn chưa quay trên tầng 2. Tầng 2 anh đang phát cho anh Phương. Chào, em chào sếp lần nữa nhé, Hà Đình Duy. Ok em. Đúng rồi, chắc chào em đấy. Đây, Hồng Hà Nhi đây. Có ai vẫn hỏi, úi chị Lan ơi, chị càng lớn càng xinh dữ ta. Chị Lan đang làm mà phòng này vẫn đang hơi không tránh ồn ấy. Nên mình lướt qua xong một tí. Đấy, nhà mình đang full HD luôn này. Phòng trong, phòng ngoài, trên spa thì mình không quay đâu. Vì ở mãi trên tầng 2, khách trong phòng kín rồi. Đang kín ghế luôn các bạn ạ. Anh Phương vẫn đang cắt cho mẫu nhá, sắp xong rồi. Giờ chỉ còn sấy khô và tạo kiểu ra tỉa nữa thôi. Tí nữa xong mình quay lướt qua ở phần ngoài nhà mình nhá. Có bạn có chị em nào bất chợt xem livestream của Lý Hạo Phương thì qua nhà em gội đầu nhá, làm spa nhá, cắt tóc nhá, mi móng nhá, gội dưỡng sinh nhá, body nhá, có hết nhá. Nhà em địa chỉ ở B1801 Hàm Nghi, Vinhome Hàm Nghi. Giá cắt tóc nhà mình là như đặt lịch trước của anh Phương thì là 500.000 một lần ạ. Một lần cắt, còn các bạn thợ chính là 200k. Trực tiếp anh Phương cắt thì là 500 nhá các bạn nhá. Chào mắt Hàn Quốc nhá. Chào Hùng Lê. Chào Thế Đức nhá, chào Kesa. Chào 61 bạn đang xem nhá. Tác phẩm gần xong rồi các bạn nhá. Các bạn ở lại livestream thêm một vài phút nữa nhá. Phần này các bạn đã hiểu rõ chưa ạ? Nhiều comment hết đấy. Đấy, nhà mình đang phun ghế luôn. Anh ơi, lại chuẩn bị mua cho thầy Phương cái mic đeo đi, như ở bên Nghĩa Tân.
không có tiền mua. Chào Hồng Gia nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ đang xem livestream. Mắt Hàn Quốc, em chào anh ạ. Mắt Hàn Quốc. Bạn này là mắt à? Mắt mi à? Chào Tuấn Nguyễn nha, chào anh Tuấn Nguyễn nha. Chào các chủ salon tóc đang xem livestream nha. Đấy các bạn ấy, chỉ thấy đó vừa phòng này. Vừa phòng vừa lê ở đúng không? Chỉ đồng này, xong này vừa máy băng. Rất nhiều giấy thì gánh mình. Đây còn một mẫu nữa đang đợi anh Phương cắt những nốt các bạn nhé. Chắc là anh Phương cắt một đầu là cũng phải tầm 40 phút đấy ạ. Tí nữa ai muốn xem mẫu tóc dài này anh Phương cắt thì vào livestream thứ hai của anh Phương nhá. Thì trong cái livestream này thì mình sẽ quay để giữ video ấy. Ví dụ như có học viên của anh Phương sẽ xem lại những cái đường kéo, đường cắt của anh để cho trực tiếp và nó dễ hiểu hơn nhá. Nên tí nữa livestream thứ hai bạn nào chuẩn bị thí sinh tiếp theo vào phòng thi. Chị đi thi thì có mang phao không chị? Có mang công tác tài liệu rồi đi. Đây chị mẫu, bây giờ mình quay mẫu cho xem trong gương nhá. Đó, lúc nãy là đang tóc dài. Bây giờ đang tóc ngắn. Đây. Tí nữa chị hết buồn ngủ. Mẫu đang ngay. Chị đang hơi buồn ngủ tí. Thì cả ngày đã mệt đến nay đi suốt. Dạ. Đấy. Mọi người có thấy sự thay đổi gì nhiều không ạ? Trẻ lắm. Quá thay đổi luôn đấy chứ. Lúc nãy nhìn tóc tóc dài là nó có một cái gì đấy là nó nặng. Mà tóc chị dày nó giờ cắt bay và chưa sấy đây nhá. Đây cái phần khung mái đi Phương. Tỉa về trước, kéo về trước để tỉa. Kéo về đâu thì ở chị này là... chắc hay cắt anh Phương. Chị hay cắt anh Phương. Mới được giới thiệu. Về trước thì trước được. Di Khánh, anh ơi, anh cho em xem kết quả với nhé. Bây giờ là, đầu này sẽ là sấy này, xong là mình sẽ sang một cái đầu khác. Đây kết xong quả đây, bạn lúc nãy bạn xem là bạn biết rồi còn gì nữa. Đấy, đang tóc dài, nhưng mà bạn vào bạn xem lát từ đầu livestream. Lát nữa là mình sẽ live thêm nữa để. Vâng, tí nữa mẫu 2 mình sẽ vẫn phát trực tiếp nhé các bạn nhé, nhưng mà mình vẫn lưu video này ạ. Đấy. Cái bên mai bên dưới này vi line là rất phù hợp luôn. Đấy, khi mà nó ôm rồi nó vẫn còn được cái độ dài đảm bảo nó đến cằm. Có mẫu nào muốn cắt hai cái cắt bên này kiểu không? cắt tóc dị mà cá tính gặp Lý Hạo Phương nhá. Dị nhất Việt Nam luôn. Chị có sợ mặt nhỏ quá không? Xong thì sao thế nào? Vâng, em muốn xem kết quả cuối cùng anh nhé. Đấy. Ok bạn Di Khánh nhá. Ok mình vẫn giữ like bạn ơi. Đẹp. Chào Nazuto. Ok, mình sẽ giữ like. Cái này thì giờ chỉ sấy nữa là xong. Anh Phương thì anh không sấy tạo kiểu bằng lô nhiều và anh sẽ sấy theo phương hướng tự nhiên nhiều hơn các bạn nhé. Nhưng mà như cái tóc này thì sẽ phải là nhẹ đi một tí nhé mọi người. Cái tóc này nó hơi kiểu nó hơi gợn. Tóc hơi gọn là nhẹ một tí. Chị có thời gian thì chị sẽ sang để xử lý bước tiếp sau. Nhớ Phương sẽ thực hiện nốt cái phần khung viền này. Khung viền này không cắt nét mà Nhớ Phương sẽ cắt cái phần tóc nó bị ve quá rồi. Rất ít thôi. Phải có một cái gáy làm mềm. Chuẩn bị cắt mẫu 2 chưa anh? Ai quàng cho anh Phương cái khăn này?
À, chị còn làm móng luôn. Chị này đang buồn ngủ rồi, nhìn mắt là biết. Okay. Anh Phương cắt gáy mềm rất đẹp luôn, mọi người nhìn đây. Cái gáy này. Gáy mềm. Bây giờ sấy khô ra thì mới nhìn được ra cái hết ứng của nó tắt. Mình xin phép là mình bạn Duy Khánh là mình sẽ vẫn quay nốt livestream cho bạn vài phút nữa để mẫu sau thì mình vẫn quay để cho nó kích pin lên một tí vì máy cũng đang gần hết pin ấy. Thì mình sẽ quay cho bạn mấy phút nữa. Khoảng 5 phút nữa mình sẽ quay tóc khi sấy khô cho tóc tự nhiên đây nhá. Vẫn giữ live đến khi tóc tự nhiên và lúc tóc ướt và lúc tóc dài. Ở trong livestream này vẫn còn hết hết nhá các bạn nhá. Các bạn nếu mà bạn chưa xem Duy Khánh vẫn đang like, bạn này vẫn cứ chào em chào anh Caramel nhá. Ok bạn anh Duy Khánh nhá. Em không biết là anh nhiều tuổi hay ít tuổi nhưng mà em cứ vẫn tôn trọng anh, em gọi anh là anh nhá. Em sinh năm 90. Một chuyên gia sấy là đầu này để sang đầu này cắt. Đầu này cắt thì em không sẽ đổi được.